Và một trong những điều khác nữa các bạn thấy được là giá Bitcoin đến thì chúng ta nãy giờ nói tới là có thể tăng mạnh và bây giờ thì có rất nhiều và rất nhiều những thông tin tốt trên thị trường. Hầu như là mỗi ngày chúng ta đều nghe nói tới công ty này quan tâm đến thị trường crypto mua Bitcoin, mua tiêu nghiệp trên nghe nói tới những nhà đầu tư lớn khác lại quan tâm đến. Thậm chí những người mà trước đây chỉ trích thị trường này như là các bạn thấy được là Mark Cuban hay là chúng ta nghe nói tới là Kevin O'Leary thì những người này bây giờ cũng đã bắt đầu là hướng về thì crypto này và bắt đầu là nói tốt về crypto nó tốt về bitcoin vân vân thì chúng ta à, thấy là có rất nhiều thông tin tốt thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là Bitcoin lên 100 000 là quá dễ Nhưng mà chúng ta cũng cần phải để ý đến một cái vấn đề khác nữa mà chúng ta gần đây mấy tháng nay thường không có nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn Tại vì chúng ta có quá nhiều thông tin hàng ngày ở trong thị trường crypto Trước đây các bạn đã nhớ là khi mà thị trường crypto nó chậm hơn giá cả không có di chuyển mạnh, không có nhiều thông tin thì chúng ta rất chú tâm vào cái tình hình của thị trường chứng khoán tại vì dù muốn dù không các bạn thấy được là thị trường chứng khoán thị trường rất là lớn ở Hoa Kỳ và thị trường crypto bây giờ chỉ là một phần của thị trường tài chính mà thôi mà phần rất là nhỏ cho nên vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đối với những gì xảy ra trong thị trường chứng khoán và nền kinh tế nói chung. Các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó thì một trong những cái yếu tố rất quan trọng là những cái cổ phiếu có sụt giá hay không thì chúng ta thấy được đó là tại sao lại có nhiều người bây giờ lo sợ là cổ phiếu có thể là bị xúc giá đó chính là liên quan đến lạm phát thì nhiều người có thể cảm thấy là càng khó hiểu hơn tại vì khi chúng ta nói tới lạm phát đó thì không phải là chúng ta mua cổ phiếu để chống lại lạm phát hay sao tại sao lại nói là lạm phát có thể làm cho giá cổ phiếu đi xuống thì đó chính là liên quan đến các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy có nhiều gói hỗ trợ được đưa ra chúng ta thấy là vaccine xin có trở lại mọi người bắt đầu là ra đường trở lại họ đi mua sắm họ đi ăn uống cũng như chúng ta nghe nói tới cái thông tin có thể là các bạn chưa nghe nói tới nhưng mà như bài nào ở Texas cũng đã biết là thống đốc của Texas đã đưa ra cái quyết định là sẽ hủy bỏ những cái hạn chế cách ly xã hội và sẽ bắt đầu mở cửa lại như là bình thường thì nếu như mà thực sự là vaccine có hiệu quả và mọi chuyện cho là bình thường thì các bạn thấy được đó là mọi người sẽ bắt đầu mua sắm và tình hình sẽ dẫn đến là lạm phát sẽ từ từ tăng lên Với khi lạm phát tăng lên đó tiền thì in ra nhiều thì chính phủ Hoa Kỳ tôi nghĩ là Fed sẽ không có cách nào khác ngoại trừ là họ phải nâng cái lãi suất phần trăm lên, cái phần trăm lãi suất tăng lên để làm gì? Để chống lại cái sự giảm giá của đồng đô la và điều này đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như là sẽ làm ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu có thể dẫn đến cổ phiếu đi xuống giá và nếu cổ phiếu mà sụp giá thì các bạn thấy được là cổ phiếu sụp giá có thể dẫn đến là lấy luôn cả thị trường crypto này đi cùng với lại thị trường cổ phiếu. Đây là một trong những cái vấn đề mà các bạn cần phải suy nghĩ đến. Thực ra mà nói đây là một cái vấn đề cũng là khá phức tạp. Thường chỉ có thể nói đơn giản cho các bạn hiểu là những gì chúng ta cần phải để ý đến trong thời gian tới đây chứ không phải lúc nào cũng là moon tham moon tham giá sẽ tăng lên 100 ngàn 200 ngàn chúng ta cũng phải cân nhìn một cách chi tiết hơn về cái góc cạnh là thị trường có thể sụp giá nếu như mà một số những cái sự kiện xảy ra đây là điều mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin khác thường muốn mang đến cho các bạn đó chính là công ty BlockFi vừa thêm đồng Link và còn thêm đồng uh, Binance USD. Đây là một cái công ty mà các bạn có thể là gửi tiền vào để mà nhận lại hàng tháng là một công ty mà thường cũng đã sử dụng uh, từ rất lâu. Các bạn có thể thường có là một số những cái video về BlockFi thì uh, cái số tiền mà thường đầu tư uh, từ lúc mà thường bắt đầu tới bây giờ thì đã cao hơn con số mà các bạn thấy trên màn hình rất là nhiều rồi. Thì các bạn thấy là um, BlockFi là một công ty mà rất lớn và cái số tiền mà công ty blockfi nhận được đó là lưu trữ ở trên sàn gemini và cái công ty này được uh, hỗ trợ bởi rất nhiều những công ty lớn như là tỷ phú michael Novart, uh, của công ty uh, galaxy digital và các bạn thấy được là nhiều bạn hỏi thuận là công ty này có hỗ trợ việt nam hay không thì rất nhiều bạn nói là có và nhiều bạn có thể là kyc được đây là một cái công ty mà các bạn có thể là tìm hiểu những thông tin ở bên dưới cái video này các bạn tùy theo là các bạn gửi bao nhiêu thì các bạn có thể nhận được cái bonus có thể lên tới là 250 đô và cái phần trăm lợi nhuận đó thì tùy theo thời điểm tùy theo là trên sàn hiện bây giờ là có bao nhiêu tiền trên đó đương nhiên là nếu như là càng nhiều thì cái phần trăm sẽ càng giảm tại vì các bạn thì được là nếu như mà có quá nhiều thì họ chỉ có thể là trả các bạn trên cái con số mà họ có thể là cho những cái công ty những cái sàn khác mượn mà thôi các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái liên bên dưới thì chúng ta bây giờ hay nói tới một số những thông tin khác mà thường cảm thấy là quan trọng đó chính là cái thông tin liên quan tới bitcoin ETF thì các bạn thấy được là là gần đây có rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới Bitcoin ETF một lần nữa được nói tới đã rất lâu Rất lâu rồi chúng ta không nói tới Bitcoin ETF như là thế này Tại vì sao? Cho mình đã nhớ là năm 2018 đầu một năm mà ai cũng nói là sẽ có một Bitcoin ETF được thông qua Lúc đó chúng ta có nhớ là công ty VanEck, công ty uh, Wilshire Phoenix, uh, sàn Gemini Rất nhiều, rất nhiều những công ty đã nạp đơn để mà được một cái Bitcoin ETF thông qua bởi ban uh, hỗ trợ chứng khoán của Hoa Kỳ SEC thì ban chứng khoán của Hoa Kỳ đã lúc đó nói là thì bây giờ đã thì không thể cho một Bitcoin ETF thông qua được và các bạn có nên nhớ là mỗi lần nộp đơn đó thì phải chờ đợi rất lâu và trên căn bản đó thì bây giờ chúng ta có một số những cái đề xuất mà nhiều người nghĩ là có cái cơ hội được thông qua cao hơn như là đề xuất được nạp bởi NYDIG và công ty Morgan Stanley và ngày hôm qua một thông tin rất lớn đó chính là chúng ta thấy được đó là công ty CBOE đã nạp đơn để được list cái Bitcoin ETF nếu như mà được thông qua lên trên sàn CBOE Đây là một trong những cái điều rất quan trọng Tại vì sao? Tại vì đây là cái thời điểm mà bắt đầu là chúng ta thấy là cái đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu Đối với SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Thì thường đó khi mà ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhận được một cái đơn đề xuất như vậy đó thì họ có 45 ngày trong vòng 45 ngày họ phải ra cái quyết định là họ sẽ chấp nhận hay là không chấp nhận nhưng mà họ có thể là gia hạn thêm 45 ngày nữa trước khi mà quyết định và sau đó họ có thể gia hạn thêm 90 ngày nữa nếu như mà họ muốn cái người mà nạp đơn à, giải thích một số những vấn đề và sau đó họ có thể là tăng thêm 60 ngày nữa nếu như mà họ cần thêm thời gian tổng cộng là có thể lên tới 240 ngày từ cái ngày mà họ nhận được cái đơn thì các bạn thấy được đó là nếu như mà chúng ta chỉ tính cái đề xuất này thôi thì cái ngày mà cuối cùng phải có một quyết định đến từ SEC là chúng ta có một Bitcoin ETF hay là không đó chính là tháng 10 ngày 28 năm nay thì chúng ta thấy được đó là tuy là Hoa Kỳ vẫn chưa có một Bitcoin ETF nhưng mà Canada đã có hai Bitcoin ETF rồi và ở Canada đó thì hai Bitcoin ETF đã hoạt động rất là mạnh Các bạn trong cái thời gian rất ngắn mà đã có rất nhiều người giao dịch đây là một trong những cái sản phẩm rất là tốt Uh, cho nhiều người tại vì nhiều người đó, các bạn biết là cũng hứng thú đối với bitcoin nhưng mà họ cảm thấy là quá phiền phức phải tạo tài khoản Coinbase ở Hoa Kỳ phải tạo tài khoản Binance US sau đó là họ phải kết nối ngân hàng nhiều khi họ phải tự tạo ví cá nhân những cái đó cảm thấy là rất là phiền phức đối với họ nhiều người họ đã quen lên những cái ứng dụng như là Webo hay là những cái ứng dụng uh, như là E-Trade để mà mua thì nhiều người cảm thấy là mua bitcoin ETF họ an tâm hơn họ đã có một cái sự tin tưởng đối với quỹ đầu tư ETF tại vì Etf là quỹ đầu tư mà chúng ta có trong nhiều lĩnh vực như là vàng như là chứng khoán vân vân cho nên khi mà có một cái etf liên quan tới bitcoin thì họ sẽ cảm thấy là họ quen thuộc hơn cho nên bitcoin etf rất là quan trọng nếu chúng ta muốn nhiều người đầu tư vào trong thị trường này và cái bitcoin etf đó cũng có một cái số quyền uh, liên quan tới pháp lý mà đầu tư một cách khác sẽ không có được cho nên nhiều người bây giờ vẫn muốn có một bitcoin etf thì chúng ta thấy được đó, chúng ta có thể là có một quyết định sớm trong vòng 45 ngày hay là phải chờ đến ngày 28 tháng 10 chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng mà thường cũng đang một số những thông tin mà lý do tại sao mà nhiều người bây giờ đó lại có lòng tin mạnh mẽ là chúng ta sẽ có một bitcoin ETF ngoài trừ là chúng ta đã thấy được là chúng ta uh, thấy là cái Bitcoin ETF đã được thông qua ở Canada tôi nên nói tới vấn đề này Ngoài chi điều đó ra thì các bạn thấy là ngày mai Đây là cái tweet thường chia sẻ ngày hôm qua Thì nghĩa là hôm nay Gary Gensler cơ hội cao được xác nhận và trở thành chủ tịch mới của SEC Ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Chúng ta có một số đề xuất Bitcoin ETF thì bây giờ mong được thông qua Nếu như mà Bitcoin ETF được thông qua thì chuyện gì xảy ra thứ nhất là đương nhiên là bitcoin sẽ tăng trưởng rất là mạnh có thể nhiều người tin tưởng là chỉ cần chúng ta nghe nó thông tin liên quan tới bitcoin etf thì các bạn sẽ thấy được là giá Bitcoin có thể tăng lên những cái mức như là 100.000 đô mà nhiều bạn đang mong đợi Nhưng mà thứ nhì là cái nhu cầu của sản phẩm uh, Trayscale sẽ giảm xuống Tại vì sao? Tại vì không lý do gì mà bây giờ một người lại đi thu mua cổ phần của Trayscale Bitcoin uh, mà lại không đi thu Bitcoin ETF Nhưng mà điều đó không có nghĩa là sẽ làm cho giá Bitcoin bị giảm Tại vì không còn có cái nguồn uh, cầu từ Trayscale mà nhiều người bây giờ đương nhiên là thu mua Bitcoin ETF thì công ty Bitcoin ETF cũng phải đi thu mua Bitcoin nhưng mà công ty Rayscale đó nếu như mà muốn tồn tại, nếu như mà có một Bitcoin ETF được thông qua thì công ty Rayscale họ cần phải FOMO vào những cái altcoin cho nên các bạn thấy là gần đây công ty Rayscale đã rất là nỗ lực thu mua Ethereum thậm chí chúng ta thấy là công ty Rayscale bây giờ đang thu mua Litecoin rất là nhiều tại vì khi mà có Bitcoin ETF rồi đó thì cái nhu cầu sẽ đến từ allcoin tại vì không lý do gì một người lại đi thu mua GBTC mà không đi mua Bitcoin ETF nhưng mà ngược lại chúng ta vẫn chưa có Ethereum ETF chúng ta vẫn chưa có những cái allcoin ETF cho nên cái nhu cầu sau này sẽ đến từ raise scale cho nên cái sức mua Grayscale tôi nghĩ là sẽ chuyển từ Bitcoin qua bên Orcoin Đây sẽ dẫn đến một cái cuộc FOMO rất là lớn nếu như chúng ta thấy một cái Bitcoin ETF được thông qua Và cũng có thể là một trong những điều là sẽ kéo dài cái sự tăng trưởng của thị trường này Đây là một điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và chúng ta thấy được đó, Gary Gensler là một người như thế nào Chúng ta cũng đã biết đó là Gary Gensler trước đây là một người mà đứng đầu CFTC Các bạn có nên nhớ là Gary Gensler trước đây đó là chủ tịch của ban quản lý hợp tác của Hoa Kỳ và cũng là một trong những người mà đã từng ở uh, quốc hội để mà hỗ trợ thị trường crypto này để mà bảo vệ thị trường crypto này và chúng ta đi rồi Gary Gensler bây giờ đó là đang được đề xuất để trở thành chủ tịch của SEC mới dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden thì Gary Gensler đó một số người lo lắng trước đây đó là ông ta là một người mà sau khi mà rời khỏi chức vụ của mình đó, thì Gary Gensler đã trở thành một giáo sư nói về Bitcoin và blockchain ở trường MIT thì như nghĩ là ông ta thì biết quá nhiều cho nên có thể là dẫn đến một số những cái suy nghĩ có thể là không được tốt đối với sự phát triển thị trường này nhưng mà ngày hôm qua trong cái buổi xác nhận đó thì các bạn thấy được Gary Gensler đã chứng nhận được là Bitcoin là một loại tiền điện tử khác mang lại tư duy mới cho thanh toán và tài chính nhưng cũng đưa ra các vấn đề mới để bảo vệ nhà đầu tư nếu được xác nhận tôi sẽ làm việc để thúc đẩy sự đổi mới có nghĩa là các bạn thấy là nếu như mà được xác nhận trở thành chủ tịch mới của SEC thì Gary Gensler sẽ tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới, tiếp tục thúc đẩy cái thị trường này. Chúng ta thì đây là một thông tin rất là tốt chúng ta nhận được và chúng ta cũng đang chờ đợi coi coi là Gary Gensler ngày hôm nay có được xác nhận trở thành chủ tịch mới của SEC hay là không. Thường sẽ chia sẻ thêm với bạn khi mình không biết thêm thông tin.